Thưa quý vị, phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới có tên gọi là COVID-19 gây ra hiện nay không chỉ là việc làm của riêng một tổ chức hay đơn vị nào mà cần có sự chung tay của toàn thể xã hội. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về công tác phòng chống dịch cúm COVID-19 trong chị em phụ nữ. Đây là một buổi họp phụ nữ định kỳ ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Nhưng hôm nay có một điểm thay đổi là những người đến họp đều được phát khẩu trang và tài liệu tuyên truyền về bệnh chim đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona COVID-19 gây ra. Tích cực phát tờ rơi, tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời chính xác, cùng cơ chế lây nhiễm, cách phòng ngừa cho bản thân và gia đình theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm giúp cho cán bộ hội chiên và chị em phụ nữ hiểu rõ, hiểu đúng, không quan mang, đang là cách làm mà hội phụ nữ xã Phước Thạnh đang thực hiện. Ngoài các tài liệu tuyên truyền mà chị em nhận được, các chị còn được yêu cầu theo dõi sức khỏe của người thân, nhất là những gia đình có người thân đi làm tại Trung Quốc trở về, hoặc các chị em có tiếp xúc gần với người về từ Trung Quốc. Nếu có các triệu chứng ho nhiều, khó thở, sốt cao, thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn cách đi. Đồng thời phải ăn chín, uống sôi, thường xuyên vệ sinh những dụng cụ, vật dụng gia đình bằng chung dịch sát khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, tránh tụ tập đông người. Những hành động này cũng gắn liền với phong trào 503 sạch mà các cấp hội vẫn đang thực hiện từ trước đến nay. Thì nói chung thì khi mà được chỉ đạo là đối với lãnh đạo của cấp trên với chính quyền của của cấp xã thì triển khai cái kế hoạch thì đối với hội phụ nữ thì có xây dựng cái kế hoạch tổ chức là tuyên truyền là hợp tổ đồng thời là phát cái tờ rơi về là phòng chống cái dịch là virus cô nura đây mình tiến hành đó thì phát khẩu trang cho mấy chị đó thì khi mà tiếp xúc chỗ đông người thì mình cần phải cần đeo khẩu trang và hạn chế là đi du lịch là các điểm đông người còn đây là chị Lê Thị Tầm, giáo viên trường mầm non tuổi Ngọc, phường 3, thành phố Tây Ninh sau khi cùng đồng nghiệp dọn dẹp vệ sinh trường lớp để phòng chống dịch bệnh chị được nghỉ ở nhà trong thời gian này hai con của chị cũng được nghỉ học theo thông báo của sở giáo dục và đào tạo trong thời gian nghỉ ở nhà chị cùng các con thường xuyên ôn tập bài vở để các con không quên kiến thức đã học trên lớp ngoài ra chị còn chuẩn bị những vật dụng cần thiết để phòng ngừa dịch bệnh cho gia đình của mình như nước rửa tay diệt vi khuẩn chị cùng hướng dẫn cho con của mình cách giữ vệ sinh cách rửa tay cho đúng cách bằng xà phòng diệt khuẩn tất cả vì sức khỏe của bản thân gia đình và toàn xã hội em là một bậc phụ huynh đồng thời cũng là một giáo viên dạy mầm non trước cái thông tin về dịch bệnh corona đó rồi em ở nhà chăm sóc con thì em cũng hướng dẫn cho con em là rửa tay với xà phòng bằng giò nước sạch rồi em cũng mong muốn là các bậc phụ huynh là nắm được những thông tin từ dịch bệnh Corona để chăm sóc và hướng dẫn cho con mình những thao tác rửa tay, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hơn để không phải hoang mang và lo lắng về dịch bệnh Corona dạ. Với nhiệm vụ là quản lý người đứng đầu nhà trường, là phụ nữ thì bản thân nhận thức đầy đủ sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, có kiến thức nhất định về nhận biết các dấu hiệu bệnh cũng như cách phòng chống dịch bệnh à, Corona. À, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức viên chức nhà trường. Ngoài việc chúng ta có cái biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong nhà trường, song song ở gia đình chúng ta cũng tăng cường chủ động về vệ sinh nhà cửa, các vật dụng trong gia đình theo cái khuyến cáo. Ngoài việc chăm sóc à, sức khỏe quan trọng, rất là quan trọng, thường xuyên là rửa tay đúng cách theo 6 bước. À, cá nhân cũng như là người thân trong gia đình à, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vận động thường xuyên, tăng cường thể lực và có sức đề kháng tốt thì về phía là giáo viên chúng ta cần lưu ý một số cái vấn đề như sau thứ nhất là ông ta giữ ấm cho cơ, cơ thể của trẻ là không cho trẻ ngủ máy lạnh nè rồi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng rửa mọi lúc mọi nơi à, để đảm bảo à, cho trẻ là vệ sinh thân thể cũng như là cá nhân về đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng rồi cho trẻ là ăn uống à, hợp lý và tăng cường cái thức uống nhiều vitamin C để cho trẻ có sức đề kháng tốt và hạn chế là tuyệt đối là cho trẻ đến những khu vui chơi đông người à, đồng thời chúng ta tuyên truyền bằng mọi cái biện pháp trên kênh thông tin Zalo của cá nhân à, đến cái mọi người xung quanh cũng như là phụ huynh học sinh là chúng ta không lơ là không chủ quan và nắm bắt thông tin đầy đủ thường xuyên của Bộ Y tế hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh Corona thưa quý vị khán giả việc phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm của một tổ chức hay đơn vị nào mà cần có sự chung tay góp sức của mọi tầng lớp trong toàn xã hội đồng thời từ chính ý thức tự giác của mỗi người dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay xin chào và hẹn gặp lại